Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong buổi lễ chiều hôm nay. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Đinh Dậu, Phật lịch 2561, Dương lịch 2017, là ngày lễ kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà, cũng là ngày kỷ niệm xuất gia, cũng như 8 năm hoằng pháp ở tại đạo tràng chùa Thiên Phước. Chúng tôi xin được thay lời cho ban tổ chức gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến với toàn thể quý Phật tử đã nhận lời mời của ban tổ chức, đã trở về tham dự chiều hôm nay trong không khí trang nghiêm ấm áp tình Linh Sơn Pháp Lữ của người con Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tính đến nay mười mấy năm đã trôi qua, với chiếc áo hoại sắc và chiếc y mà chúng tôi được thọ giới và được hoằng pháp ở tại Việt Nam cũng như ở tại hải ngoại. Trong quá trình tu học cũng như trong quá trình hành đạo, lúc nào chúng ta cũng gặp chướng duyên và cũng gặp thuận duyên. Nếu cuộc sống mà chúng ta gặp thuận duyên mà không có chướng duyên thì chúng ta sẽ không thành tựu được. Nếu trong cuộc sống mà chúng ta có thuận duyên, có nghịch duyên, chúng ta sẽ thành tựu được những gì chúng ta mong đợi. Ngược dòng thời gian, 14 năm trôi qua, để quý vị chúng ta chia sẻ, cũng như quý vị là những Phật tử thân thương của đạo tràng chùa Thiên Phước. Có nhiều vị hỏi rằng nhân duyên vì sao mà thầy xuất gia, và xuất gia trong trường hợp nào? Đến bây giờ thì cũng có một số vị vẫn chưa biết được hoàn cảnh mà khi chúng tôi rời xa ngôi nhà cũng như tạm bỏ thế gian để quay về với cửa thiền môn. Trong khung cảnh ảm đạm và sâu lắng khi từ bỏ những gì mà trong cuộc đời này đã ban tặng, và từ bỏ tất cả những gì vui nhất trên cuộc đời này, để rồi tìm đến cửa đạo và được hành đạo và được sống trong ngôi nhà của chánh pháp. Và một điều hạnh phúc lớn nhất, chúng tôi được các bậc hòa thượng tiền bối chỉ dạy và ung đúc tinh thần cũng như sắc tấn cho mình tu tập trong những thời gian qua, mà quý ngài hôm nay đã được về cõi Phật. Chính vì nhân duyên thù thắng đó, chúng tôi mới cảm nhận được những bậc thầy, những bậc tổ có công thật là cao cả và to lớn đối với chánh pháp và cũng như hàng hậu học. Thì xin thưa với tất cả đại chúng, nhiều lần muốn rời xa nơi gia đình để mà tìm đến nơi chốn thiền môn, đã ba lần thì lần thứ ba mới được thành tựu như ý nguyện của mình. Lần thứ nhất mà chúng tôi ra đi là vào buổi ban đêm.
ngày mùng 2 tháng 5 năm 2005. Và xin thưa tất cả quý vị, trước cái ngày mùng 2 tháng 5 năm 2005 thì năm 2002 chúng tôi đã trốn gia đình và đã tìm đến thầy tổ để cầu xin xuất gia. Quý vị nhớ lại, Đức Phật của chúng ta cũng là một vị thái tử từ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh. Nhưng vì hạnh nguyện, Ngài đã thoát ly được, Ngài đã thấy được, giác ngộ được những gì mà trong thế gian đau khổ, mà Ngài tìm đến rừng sâu núi thẳm để tu tập đắc được đạo quả viên thành. Không ngoài mục đích đó, và cái hạnh nguyện đó, và nhân duyên thù thắng đó, vào đêm ngày 14 tháng 3 năm 2003, thì sau khi chúng tôi đi tụng kinh, thì bây giờ Sư Minh Nguyên hiện đang ở với trụ xứ chúng ta, là ngày xưa cũng là đi chùa chung và tụng kinh chung ở đạo tràng chùa Phật Ân, thành phố Mỹ Tho. Thì rất là nhiều lần xin gia đình mà gia đình không có chấp nhận. Thì quý vị biết lúc đó ông Thân còn sống, thì ông Thân mới nói rằng bây giờ học hết lớp 12, tất nhiên tốt nghiệp xong mới cho đi xuất gia. Thì học khi mà xong hoàn tất, thì đến chừng cuối cũng xin cũng không cho đi. Xin không cho đi. Thì xin không cho đi là bắt buộc phải trốn đi. Lúc đó quý vị biết đó là Sư Minh Nguyên đó là làm cái nghề thợ may. Lúc đó sư ở ngoài là nghề sư là thợ may. Sư may đồ rất là khéo. Sư may đồ của người Nam. Và sau đó sư cũng học một chút ít về vấn đề may đồ đạo. Cho nên sư may cho chúng tôi được hai bộ đồ vặt mẹ và một cái áo tràng. Hai bộ đồ vặt mẹ lúc bấy giờ là cái vải thô chứ không phải vải như bây giờ. Thời điểm đó vải vóc nó chưa có được tốt đẹp lắm. Cho nên cái vải loại cứng thôi, chứ không có được tốt đẹp lắm. Thì chỉ được hai bộ đồ vặt mẹ và chiếc áo tràng thôi, chứ không được bộ thứ ba. Thì quý vị biết cái là cái đêm đó, thì sau khi về xong, thì chúng tôi mới nói với sư rằng thôi, đêm nay thì chắc có lẽ xin lên nhà của sư ngủ, nhà sư ở phường 6. Thì quý vị biết sau khi đi chùa xong, ngày đó là ngày sám hối. Sau khi trở về nhà, lúc nào quý vị biết ông Thân là không có ngủ, đợi khi nào chúng tôi về đến nhà xong mới chịu đi ngủ. Tại vì sao? Bởi vì chúng tôi trong gia đình là chúng tôi là út hết. Mà phải nói là rất là thương. Thậm chí mà đi học mà đến lớp 7, lớp 8 rồi, mà cũng vẫn còn đưa đến trường. Và ủi từng chiếc áo và từng cái chiếc quần để được gọn gàng, ngăn nắp để được đến trường tươm tất với bạn bè. Thì đêm đó sau khi về nhà xong,
Chúng tôi lặng lặng xếp hai bộ đồ và chiếc áo tràng để vào một cái bao. Quý vị lúc đó trong nhà có nuôi mấy con chó. Nếu mà làm rụt rịch á thì nó sẽ sủa, nhà sẽ biết. Trên khi chúng tôi về phải bỏ vô trước. Và phía trước lúc đó đó có cái cây ổi. Quý vị nào có lên nhà thời lúc đó lâu rồi nó chẳng đốn rồi. Có cây ổi phía trước. Chúng tôi mới ra trước treo trước cái ổi. Thì trở vào ngủ. Trở vào ngủ lúc bấy giờ thì chúng tôi có một cái gối ôm nó to giống như mình vậy nè. Thì lúc bấy giờ đợi ở trong nhà ngủ say hết. Khoảng 12 giờ. Chính sư là người đưa người qua sông. Và sư cũng là người đưa chúng tôi chia sẻ trong những buổi đầu sơ khởi để mà tìm con đường xuất gia. Thì sau khi qua khỏi 12 giờ, cả nhà đã ngủ xong hoàn toàn. Lúc đó quý vị trong nhà có mấy con chó nó hay sủa. Chúng tôi phải mua những bịch sữa tươi, bỏ cái miếng thuốc ngủ cà vô để cho chó nó uống. Để chi? Để cho nó ngủ. Chỉ nếu mà nó thức rồi mình đi ra nó nghe nó sủa, nó đánh mùi hay lắm. Nó sủa là sẽ không đi được. Thì lúc bấy giờ khi đi trong người nó không có một ngàn nữa. Lúc đó đâu làm gì ra tiền đâu, không có một ngàn. Và lúc đó quý vị biết cái 500 đồng một ngàn là cũng lớn lắm. Đi xe mà từ bến xe Mỹ Tho mà lên tới cái bè đó thì có 7.000 đồng cái thời điểm đó. Có 7.000 thôi. Thì chị Mai mà bán hủ tiếu chay Mỹ Tho đó, quý vị biết không ạ? Hủ tiếu chay Ngọc Mai đó. Thì cái chị đó là quen nay cũng làm gần 20 năm. Thì sau khi chị nghe như vậy đó, chị mới cho 40.000. 40.000 lúc đó nhiều lắm quý vị. 40.000 đồng lúc đó nhiều lắm. Cho được 40.000. Thì tôi cầm 40.000 đó quý vị biết, cái đi trên xe trả hết 7.000, còn lại 33.000. Từ đầu đường thị trấn đi vào chùa Phụ Châu ở cái bè, qua một con sông, thì từ đó đi tới cái bến phà đó thì 5.000, xe đã ôm chở vào 5.000. Thì đi vào bên đó thì mới gặp thầy, mới nói thưa thầy, hôm nay con lên con tập sự. Thầy ông rất là mừng, rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi là đầu tiên xuất gia với thầy. Mà thầy chỉ mới về đó lãnh chùa mới có vài ba năm thôi, không có người. Mà chùa nó cũng quang du như ngày xưa lúc chúng tôi mới vừa về đây. Nó quang du lắm. Thì thầy rất là mừng. Mà mình cũng có nói là mình trốn đi. Thì thầy nghĩ là gia đình đã chấp nhận và đồng ý. Cho nên hôm nay mới đến đây. Thì quý vị biết á, thầy rất là mừng. Thầy kêu đem đồ vô phòng rồi ra cũng quét dọn như kia. Thì lúc bấy giờ ở nhà mới đi ráo riết tìm. Ráo riết tìm không biết tìm đâu. Không biết tìm ở đâu. Quý vị biết à, đêm mà ra đi đó rất là buồn ngủ. Bởi vì sao? Bởi vì con đường của chúng ta chọn, con đường của mình chọn đi là đến cuối đời, đến khi nào hơi thở tắt mới thôi. Chính vì thế, bước ra thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Mà trong nhà Phật của chúng ta, Đức Phật dạy đó là cắt ái ly gia là như vậy. Bỏ hết tất cả cha mẹ, anh chị em, bạn bè để vấn thân vào chốn thiền môn, nép vào khuôn khổ để tu tập. Thì hai ông bà nhà mới đi kiếm. Đi làm sao biết lọt tên quán hủ tiếu chay. Thì cái chị đó vô tình không có dặn chị, chỉ mới nói nếu mà dặn chắc có lẽ là kiếm không ra rồi. Mà cái thời điểm lúc đó chưa có thuận như bây giờ. Tức có nghĩa là cái luật mà Đức Phật chế ra đó
Xuất gia phải có sự đồng ý của cha mẹ mới được, quý thầy thế pháp. Còn không có được sự đồng ý thì không dám thế pháp. Nếu mà ai mà thế pháp như thế đó, thì gia đình có thể đi thưa đi kiện là dụ dỗ con người ta. Cho nên thầy không dám cạo. Mà ở với thầy cũng đã rất là nhiều năm. Ở với thầy rất là lâu. Rồi quý vị biết, hai ông bà mới nghe được, mình mới lên được chưa đầy 30 phút, khoảng hơn 10 giờ rưỡi. Hai ông bà mới kéo lên tới chùa. Lên tới chùa. Đúng là cái duyên nó chưa có tới. Duyên chưa tới thì không được ở. Lên tới chùa là bắt buộc phải đi về. Ông thân lúc đó còn khỏe đó. Ông nói bây giờ nếu mà không đi về đó, ông kêu công an tới. Thầy lúc đó ông cũng giận quá, ông bỏ đi vào trong. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó đó, chánh pháp chưa lan truyền nhiều. Rồi cha mẹ cũng chưa hiểu đạo nhiều. Hiểu nhưng mà chưa có sâu. Nghĩ là đi tu vào sẽ cực khổ, gặp nhiều chướng duyên. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà nếu mà tu được thành tựu thì sẽ cứu được cả dòng, cả thân tộc và cả củ quyền thân tổ của mình. Nhất nhân hành đạo củ quyền thân. Thì lúc bấy giờ chúng tôi mới xin là thôi để con ở chùa vài ngày để công quả phụ với thầy. Lúc đó thầy đang xây dựng chùa, không có người. Thì chắc có lẽ ông thân sợ ở hơi làm liều cạo đầu, mà lỡ cạo đầu đâu bắt gì được. Thì qua mới có mấy ngày sau thôi, mới điện thoại lên, gặp ngay sư phụ trên đó. Mới nói là thầy cho nó về, mẹ nhà nó bệnh. Mà thật ra đó là dụ chứ thật không có. Sợ mà đi tu mà. Thì khi mà thầy ông nói bây giờ con đi về đi, ba điện lên nói là mẹ nhà bệnh, cho nên phải đi về. Thì nếu mà vô tâm á, không để ý đến thì sẽ không về. Nhưng mà nghe rồi mà không về không được. Phật dạy á, Phật tại thế là bậc là cha mẹ. Nếu cha mẹ là bậc Phật tại thế mà chúng ta không lo tròn, thì vào có xuất gia chăng đi nữa thì cũng vẫn là phạm tội bất hiếu. Cho nên chính vì thế phải trở về. Mà nói nghe xong rồi cũng chưa về liền nữa. Hai ngày sau chúng tôi mới về. Về buổi chiều. Quý vị biết khi đi về tới nhà xong, hai ông bà ngồi trước cười vui vẻ, không có chuyện gì. Đã tôi nói có bà thân ngồi đây nè, có gì không? Nói chung là sợ mình đi xuất gia là gạt mình đi về. Về để làm gì? Là có ông bác ở ngoài Đồng Nai mà cái chùa mà chúng ta thường đi đầu năm thập tự mà ghé cái tỉnh thất của sư cô mà hay để bánh bao đó, sư cô Tánh đó, thì mới đi ra ngoài đó để mà giữ cái nhà. Mà đồng thời á, ông thân mới muốn là đi ra ngoài đó là cho mình quên đi, không có đi xuất gia. Nhưng mà quý vị biết rồi thì duyên đã đến rồi thì không chạy thoát khỏi. Ai ngờ ra nguyên cái rừng đạo không, chùa không, ngoài khúc Long Thành 46 toàn là chùa chiền không. Thì ở trong cái khu đó lúc bấy giờ chỉ có một hai căn nhà rất là thưa thớt, nó không có nhiều. Thì sư cô Tánh lúc bấy giờ là cổ mới thành lập cái tỉnh thất. Nó còn đơn chiếc lắm, tranh lá vách đơn sơ, không có được trang nghiêm như bây giờ. Thì mỗi buổi trưa chúng tôi mới qua xin sư cô là sư cô cho con qua tụng kinh Pháp Hoa. Sư cô rất là hoan hỷ. Trời ơi, kiếm người tụng kinh đâu phải chuyện đơn giản đâu. Trưa tôi nói bữa nào cũng qua tụng kinh Pháp Hoa. Bên đây có trái cây, tôi cắt tôi gọt qua tôi đem tôi cúng dường sớt bác. Ông thân ông cũng sợ. Nếu mà quan thời gian nữa đó, ông sợ đi tu. Thì sư cô mới nói trước rồi. Trời ơi, cậu hai có đứa con gì tốt quá. Thôi cho đi xuất gia đi. À, để trò gửi ra Hòa Thượng Minh Hùng là tỉnh Sáng Ngọc Sơn Vinh đó, ở núi Vinh đó. Cho nên vì sao mà tôi có nhân duyên, tôi biết ở ngoài đó nhiều là như vậy. Thì ông cụ, ông thân cũng vui vẻ, cũng nói để từ từ. Sau khi ông nghe sư cô nói xong về là
Ông nói mình là không có qua tụng kinh nữa. Ờ, ngộ ha, không cho qua tụng kinh nữa. Rồi bắt đầu bỏ chỗ đó, tối đi ra đằng trước chùa Di Lặc tụng kinh. Không cho, lúc bấy giờ chúng tôi mới đi về. Mấy gia bộ nó đi về có công việc. Mà thật ra đi về là cố ý là muốn đi đi tìm chỗ khác. Thì đó là lần thứ hai. Thì bắt đầu đi về xong đó thì công việc cũng không có. Công việc cũng không có. Bởi vì cũng không có thích làm cái gì hết. Chỉ là muốn để mà xuất gia thôi lúc đó. Quý vị nghe rồi chúng ta chia sẻ. Không phải trơn tru đơn giản như bây giờ. Mấy đứa nhỏ nó vô chùa nó ở rất là khỏe, nó không có. Bởi cho nên nếu mà chúng ta đi trên một cái đoạn đường mà gặp gờn gồ ghề đó, chúng ta mới cảm nhận được cái việc tu tập của người tu ở trong chùa như thế nào. Có nhiều vị họ không có hiểu. Họ nói là bây giờ vô tu sướng lắm. Quý vị vô cạo đầu đi rồi biết. Đi vô đây cạo đầu đi rồi biết với tôi. Đi vô đây. Nghĩ là tưởng đi ra ngoài ăn mặc trang nghiêm, chạy xe này kia ngon lành lắm. Ờ, vô đây rồi biết. Đi vô đây. Nước mắt chan cơm suốt 10 năm ròng. Nước mắt chan cơm suốt 10 năm ròng. Ngày xưa rất là thích đi tu. Mà tôi thấy ai tôi cũng kêu hết á. Mà bây giờ tôi thấy tôi không dám kêu, tôi sợ quá. Không dám kêu nữa. Vô con ta khổ mất công tội. Nhiều đứa cái phước nó không có sâu dày. Rồi nó vô rồi cha mẹ nhiều khi không có hiểu đạo. Rồi bắt đầu là sẽ có chuyện. Rồi bất kính với Tam Bảo. Không kêu đi tu. Bây giờ ai mới tu nó thôi làm Phật tử được rồi. Bởi vì sao? Mình đã dấn thân, mình đã bị rồi, mình sợ. Chứ mình không dám. Nhưng mà nếu mà vào trong này á, tôi nói Đức Phật thì có Long Thiên Hộ Pháp, nhe nanh đồ mấy gìn giữ được chánh pháp. Còn bây giờ có mình sao mình làm? Phải không? Thì thôi mình tự mình cứu lấy mình. Tự cứu lấy mình. Thì quý vị biết cái là sau khi trở về xong á, không có làm gì hết. Thì cũng đi chùa bình thường. Đến khi bà thân mới về nhà, mới nói tại sao không đi về ngoài mà về đây luôn? Sợ đi chơi. Thì sư lúc đó là hay đi chùa, xong rồi ở chùa làm công quả tới tối mới về. Rồi đi đây đi đó, chùa làm công quả cũng đi hết. Và chính vì chỗ đó, cái nhân duyên đó mình mới được xuất gia. Và những cái nơi mà tổ chức khoa cư kiết hạ cho chư tăng lúc bấy giờ tổ chức ở tại chùa Bửu Lâm đó. Mà Hòa Thượng Bửu Thông, Huệ Thông sống. Thì chúng tôi thường 3 tháng hạ túc trực bên công quả, rồi hầu hạ cho chư tôn đức. Chính cái phước đó mà hôm nay mình cũng được như vậy. Cái gì có nhân thì sẽ có quả. Đối với Đạo Phật, nhân quả rất là quan trọng. Thì sau khi về xong, quý vị biết, sở dĩ không phải chúng tôi biết nấu ăn này, không biết gì hết. Đi về xong qua một thời gian đó là mới gặp được một cái người thí chủ cũng đi chùa. Thì bà ta có cái quán hủ tiếu, thì chúng tôi mới đi vô làm quán hủ tiếu. Thật sự ra mà nói thì làm để mà cho hết thời gian qua ngày đoạn tháng để mà tìm đường để mà đi thôi, chứ không có thích bán buồn gì đây. Bán hủ tiếu, cho nên qua bên Mỹ nấu hủ tiếu bán là nổi tiếng lên bển. Đâu biết nấu hủ tiếu đâu, mà chính nhờ đi làm cái đó mới biết. Không ai xuất gia mà trơn tru đâu. Sau khi một thời gian đã trải qua xong, thì sư ông ở chùa Phước Linh đó, hiện bây giờ sư ông đang bệnh, cũng mệt mỏi lắm, không biết chừng nào tỉnh. Thì lúc bấy giờ sư ông mới bệnh, nằm ở bên bệnh viện đa khoa, chúng tôi mới qua làm thị giả, ngủ gần sông để lo. Thì ở bẵng một thời gian như thế, thì ông thân ở nhà mới ngã bệnh. Khi mà nghe được ngã bệnh như thế đó, thì chúng tôi mới lên tới bệnh viện. Thì bác sĩ báo cho biết rằng là ông thân bị tai biến, coi như chết nửa bên người không còn cử động. Chết nửa bên người không còn cử động. Chính vì đâu? Chính vì do cái sự ngăn trở
cái người đi hành đạo, ngăn trở cái người đi xuất gia. Quý vị không tin đó mà con của mình mà đòi đi xuất gia mà quý vị cấm, quý vị cản, trước sau quý vị cũng chết trước ngày gặp nó xuất gia thôi. Điều này là sự thật, dĩ nhiên là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mình cản một người mà đến với hành đạo thì nó sẽ có cái việc như vậy. Đó là cái nghiệp. Mà ông cụ đứng trước chùa Phù Châu, mà chùa Phù Châu là chùa cổ đó. Chùa đó tổ rất là linh đó. Lúc mà tôi ở đó mà khi mà xuất gia xong mà tôi ở đó tôi công quả đó. Chùa đang làm đó. Phía sau nhà tổ có một cái bệ kiểm gai ở dưới này. Mà cái ghế mũ nó đã gãy một chân mà mình không có thấy. Khi mà leo lên cái ghế mà lao cái tượng Phật đó, thì chồm chồm tới nè. Thì cái ghế nó mới sụp xuống. Thì mình té xuống, nếu mà không có ai đỡ thì cái mặt ập xuống nguyên cái dàn kiếm gai. Ập xuống nguyên cái dàn kiếm gai. Nhưng mà mai thay giống như có người gịch đỡ mình lại. Chính vì từ chỗ đó mình càng dũng mãnh nhiều hơn. Chốn tổ Phù Châu rất linh thiêng. Thì sau khi ông cụ ngã bệnh xong, không đầy thời gian 3 tháng mất. Sau khi lo hoàn tất tuần thất cho đến 49 ngày, rồi lúc bấy giờ mới thỉnh ý của sư phụ. Thì thầy mới nói bây giờ để thầy vào trong ban trị sự xin cái bộ đơn để mà xin xuất gia, rồi để bà thân con ký vào, chứ không thôi bà lên bà la nhiều bữa nên không được. Thì lúc bấy giờ thì chúng tôi mới lấy đơn từ viết xong hết, rồi được ký xác nhận hết là mình là người đã chính thức xuất gia. Thì quý vị lúc bấy giờ trước những cái năm mà xuất gia như thế, chúng tôi đã từng dẫn các Phật tử đi hành hương, đi cúng dường ở các cái tỉnh miền ngoài rồi. 18 tuổi, 17 tuổi mà dẫn khoảng 30 người đi cúng dường ở miền ngoài. Cái băng đó hiện giờ cũng vẫn còn đó mà lâu quá rồi. Chính vì nhân duyên đó nó càng trồng sâu dày nhiều hơn nữa, hôm nay mình mới được thành tựu. Vấn thân vào khi xuất gia như thế thì cái ngày lễ xuất gia cũng rất là trang trọng. Thầy cũng làm lễ rất là lớn, thỉnh được mười mấy vị, có các vị hòa thượng lớn, mà các vị đó nay đã viên tịch hết rồi, chứng minh cho cái lễ xuất gia. Thì sau khi xong phong đầy ở với thầy khoảng chừng 2 năm thì mới rời chùa đi về dưới Mỹ Tho học ở chùa Phật Ân. Thì học ở Phật Ân được 1 năm mới chuyển về chùa Phước Long ở Tân Hiệp. Ở tiếp Tân Hiệp lúc đó là thầy Thích Minh Bảo mới về lãnh một cái trụ xứ đó, nó cũng quang du chứ. Đưa tăng chúng về đó 20 mấy vị, nước không có mà xài, thức ăn cũng không có, nó rất là đơn chiếc. Thầy mới cử chúng tôi làm vận động để mà lo ăn uống cho chúng ở trong chùa. Thì những cái dãy chợ, những cái dãy dừa đó mà sở dĩ chúng tôi quen biết là mình đến đó đã từng đi khất thực. Mình đã từng đến đó để mà xin những cái thực phẩm để về nấu cho đại chúng ăn. Trải qua một thời gian đó không đầy một năm, thì ở trên trường Đại học Phật giáo Sài Gòn mới tổ chức cái khóa học đốt cháy cái giai đoạn của trung cấp 4 năm. Thì lúc bấy giờ chúng tôi mới rời khỏi chùa Phước Long, mới về Sài Gòn để mà học. Thì lúc bấy giờ học giữa chừng khoảng chừng 2 năm rưỡi thì được cái nhân duyên hải ngoại mời sang để mà lo công việc Phật sự ở bên cái chùa bên đó, và đồng thời cũng là thuyết giảng ở cho Phật tử cộng đồng người Việt ở tại nước Mỹ. Không có nghĩ rằng là mình được đi sang nước ngoài. Và tâm niệm chúng tôi từng mơ ước rằng mình thích được đứng trên bục giảng để mà giảng pháp. Ước mong được bước lên máy bay một lần, chết cũng mãn nguyện. Bây giờ kêu tôi bước tôi dám bước, tôi sợ. Đi hoài riết ngán. Mỗi lần mà lên máy bay xong xuống máy bay nó ngán vô cùng.
ước, những điều ước đó nó cũng đã thành sự thật. Vì cái hạnh nguyện đó mà mình được sang nước ngoài, mình được hành đạo bên đó, mình được gieo duyên ở bên đó, không phải chuyện đơn giản. Không phải chuyện đơn giản. Thì sau khi hành đạo ở nước ngoài một thời gian, lúc đầu mới qua rất là buồn, buồn thê thảm lắm quý vị. Không phải như Việt Nam của chúng ta được gặp người này người kia, không có. Vừa bước xuống phi trường của Mỹ thôi thì ở bên ngoài nó giá buốt lạnh đi, lúc đó là gần Tết. Ở bên ngoài thì không có người, chỉ là xe chạy thôi chứ không thấy người, không có một bóng người. Thì thầy trụ trì bên đó đi ra đón, đón mới về chùa, mà chùa gặp là chùa trong rừng nữa mới chết. Chùa nằm trong rừng thì chỉ có thầy với thầy mà thôi chứ không có người nào hết. Bây giờ thề muốn ăn một tô tiếp cũng không có. Không có, tự động nấu ăn, tự động nấu. Thì sau khi thầy có hai cái chùa, một cái là ở dưới thành phố và một cái trên rừng, thì ở trên đó khoảng một tuần lễ buồn quá, tôi nó khóc, khóc ngày rồi khóc đêm, nó thầy cho con đi về, bây giờ con không ở nữa. Ông nói sao kỳ vậy? Buồn quá. Thì quý vị biết là thầy mới đưa xuống chùa dưới thành phố. Thì ở chừng khoảng có khoảng một tuần lễ, không đầy một tuần lễ. Lúc đi quý vị biết hăng hái đi lắm á. Và lì tôi nói chất đồ hết, đi là định cư mà. Tại vì thầy trụ trì bên đó bao lãnh sang định cư, chứ không có là đi du lịch, không có là định cư. Cái giấy mà được đi sang Mỹ á, mà bên Mỹ gửi về đó, quý vị biết nó gần 2 kg giấy nó bự. 2 kg giấy. Tôi sắp nguyên cái này, tôi ôm lên tòa đại sứ, tôi ôm vô, tôi ôm ra, nó nặng gần chết. Nó hỏi đủ thứ hết. Họ hỏi mình nhiều cái mà phải nói là cắt cớ mình không biết đường trả lời. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái thơ mời á, là mời sang để mà giảng cho cộng đồng người Việt, giúp cho các em nhỏ bên gốc đó còn hiểu về tiếng Việt, và lo một cái ngôi chùa ở bên đó, và thay thế thầy trụ trì để mà quán xuyến việc xây dựng của ngôi chùa tại nước Mỹ. Quý vị biết công việc này rất là lớn. Trời đã qua đầu hôm sớm mai chưa biết tiếng Anh thì biết thì bập bẹ thôi, chứ làm gì biết nhiều mà nói chuyện với người Mỹ. Mà hơn là ngay cái tiểu bang đó, tiểu bang Texas, người Việt của chúng ta đứng hàng thứ hai ở trên nước Mỹ. Người Việt nhiều nhất là ở Cali, và thứ hai là ở bên Texas. Mà thành phố Houston là đông nhất người Việt Nam của chúng ta, bước ra ngoài toàn là người Việt Nam. Thì sau khi ở được có 2-3 tuần thôi, bắt đầu xin đi về. Về cuối năm 2009, thì đầu năm 2010 mới trở qua tiếp tục nữa công việc bên đó. Thì lúc bây giờ chúng tôi đi sang cái thành phố khác, mà hòa thượng ở bên đó là hòa thượng lớn nhất. Cái chùa đó gọi là trung tâm Việt Nam. Mà những cái lễ hội như lễ hội vía Đức Quan Âm đông lắm. 52 tiểu bang về tập trung về đó để mà viếng cái lễ hội vía Quan Âm rất là đông. Thì khi năm 2010 chúng tôi trở qua bên đó tháng Giêng, thì có một cô Phật tử, cô mới nói thôi bây giờ ở trong cái chùa đó đó tổ chức cái lễ hội, mà những Phật tử nào phát tâm á, mà làm nổi đó, thì nấu những thức ăn chay đem vào bên trong đó bán, để mà kiếm cái tiền, để mà có người thì lo từ thiện, có người thì đem về cúng chùa. Rồi tôi mới xúi, bà ta mới nói thôi bây giờ đi mua đồ đi rồi nấu bán. Lời lắm quý vị. Qua đó lời lắm, mà tôi nói bán cắt cổ lắm, phải Việt Nam mình, mới Việt Nam tố tiếng 10 mấy ngàn, thật ra Mỹ nó bán 5 đồng có chút xíu mà. 5 đô bên đó là tính ra 100 ngàn Mỹ đây. Mà họ đến, quý vị biết, mở ra tổng cộng trên dưới là 80 gian hàng. Hủ tiếu, bánh canh, cơm tấm, rất là nhiều món ăn. Mà cái gian hàng ở bên chúng tôi đứng, bởi vì sao bên nước ngoài họ rất thích hình bóng Chi Tăng đứng bán. Rất là thích. Khi mà đứng bán như vậy đó, thì quý vị biết họ sắp hàng họ mua bên mấy cái gian hàng khác trên vắng que ế luôn. Không ai vô. Họ ghét. Trời ơi ghét lắm, mà nước Mỹ đâu có dám gì Việt Nam của mình. Nước Mỹ là nước tự do mà họ đâu có dám nói bậy. Còn Việt Nam hay chanh chua chứ nước Mỹ không có vụ đó. Khi nào bên đây bán hết xong thì họ mới bán tiếp được. Còn không thì thôi họ ngồi hoài.
sắp hàng đứng bán, quý vị biết rồi, đắt không thể tưởng tượng. Bà chỉ đứng mới thâu tiền thôi đó. Mà có khi họ đứng, họ không ăn, họ cúng dường, họ phụ, và họ lấy hủ tiếu xong họ đem về, họ không cần ăn luôn. Họ không cần ăn. Thì gieo duyên biết được rất nhiều Phật tử, thì từ đó bắt đầu mới lan truyền từ bang này đến bang khác, từ thành phố này đến thành phố khác, ở tại trên nước Mỹ. Rất là nhiều. Bởi vì bên đó có nhiều người nấu ăn chay mà nấu ăn rất là dở, không có ngon, không biết cách nấu. Thì sau khi xong bên đó, thì lúc bấy giờ chúng tôi mới chuyển lên một cái thành phố khác. Thì cái thành phố, cái chùa này á, nó sát bên là có một cái nhà thờ. Mà quý vị biết á, ở trên đó cũng sợ cũng ghê lắm. Mỹ Đen á, nó phá. Nó muốn bắn là nó bắn, nó muốn giết là nó giết, nó không có sợ. Hễ ngủ đêm mà sáng ra ngoài là thấy con cái xác bị bắn chết trước cổng chùa. À, đây là mình chứng kiến mình thấy đó. Quý vị dám ở không? Không, sợ. Mới xin hòa thượng, nói thưa hòa thượng, cho con về Việt Nam. Cho con về Việt Nam. Thì hòa thượng mới nói, bây giờ ông á, đi qua đây không phải chuyện dễ, mà bây giờ về Việt Nam nữa mà trở qua rất là khó. Ông nói bây ăn cái gì bà bây ngu quá, bây về Việt Nam chi vậy? Làm người quốc tế không chịu về Việt Nam nữa không? Con gì Việt Nam? Thì đúng lúc đó thì mới điện thoại về Việt Nam, mới hỏi thăm công việc bên đây. Thì có một số Phật tử nói là bây giờ thầy về đây, có một cái ngôi chùa này nè, lớn dữ lắm, mà thầy trụ trì dưới đây không có người săn sóc. Tôi hỏi lớn là bao nhiêu? Đất một mẫu tôi mới nhận nha, còn đất ít tôi nhận à. Nhận làm gì? Nhận làm Phật sự chứ làm gì? Thì cô Phật tử mới nói bây giờ đã xong hết rồi, thầy về là hoàn tất. À, thầy về là hoàn tất, đúng là nhân duyên. Trước đó, Hòa Thượng ở núi Vinh mà người đã tịch rồi. Hòa Thượng mới nói rằng sau này con có hai ngôi, một nơi là cái villa, một nơi là cái biệt thự. Hai nơi, nơi nào con ở cũng được hết. Trời mới cạo đầu cái sột, làm gì có vấn đề mà ở villa biệt thự. Mà thiệt, Hòa Thượng nói cách đó là vài năm sau thôi, Hòa Thượng vào trong thất. Hòa Thượng nhập thất 49 ngày rồi, Hòa Thượng tịch luôn, ngồi trong 49 ngày mà chúng không biết, mà cũng không có hôi thối ở tại núi núi Vinh. Thì những cái lời của Hòa Thượng nói trước đó thì bây giờ nó đã thành sự thật. Nhưng Hòa Thượng nói con phải gặp nhiều trong gai chắc trở. Nếu tôi biết có chuyện nó xảy ra chắc có lẽ không về đây rồi. Nhưng mà đâu có được. Đúng là Phật Bổ Xứ. Phật Bổ Xứ về đây. Trong kinh Đức Phật dạy, người mà tùy duyên mà không có được những cái bậc lớn, mà sai đi bởi lời hoằng pháp, thì cái chuyện đó bình thường. Người ta có gốc mạnh, mình không có gốc. Mình toàn là đậu ngay nhánh mà. Mà mình được nhân duyên thù thắng, được bổ xứ về đây, được ở vào một cái nơi già lam. Già lam tức có nghĩa là cái ngôi chùa trên một hàng trăm năm. Thì ngôi chùa chúng ta trên 200 năm. Là người này phước báo lớn. Phước báo lớn. Và đồng thời quá khứ chắc cũng là hòa thượng mới về cái ngôi này để mà tiếp tục để hoằng pháp tiếp. Thì đây là cái lời, những cái lời chư tổ truyền đạt lại, và chúng ta học, chúng ta biết điều đó. Thì chúng tôi cũng không nghĩ vấn đề đó. Thì sau khi mời về đây xong, thì khi mà đi xuống đây, quý vị biết không muốn lạnh chút xíu nào. Rồi nó qua vô nó tùm thấy ghê lắm kìa. Xung quanh không phải được như vậy đâu. Có một số Phật tử sau này mới biết là không phải được như vậy đâu. Nó quang du lắm, không phải được như vậy. Thì tính không lạnh rồi. Nhưng mà khi vào bên trong cái tự viện như thế này, mặc dù xung quanh nó là lùm rừng chuối bụi này kia, mương rảnh tùm lum hết, cây cối thì ngã nghiêng không có được thứ tự. Nhưng mà mình vào khi tới bên trong, mình lại Phật, mình lại tổ xong á, mình thấy cái không gian nó đập vô mắt của mình. Nơi đây đúng là mình, nơi để dựng chân, nơi dừng chân. Thì lúc bấy giờ thì thầy trụ trì ở đây mới hối thúc là bây giờ ông phải về làm giấy tờ liền để mà tôi trình với chính quyền liền. Đúng là cái duyên nó khiến nó chuyển về đây.
thì mới về cắt hộ khẩu, nhập về đây, nhập danh bộ từ cái bè chuyển về đây. Thì lúc bấy giờ ở bên Mỹ họ cũng điện về. Bây giờ thầy về chừng nào thầy qua, mình đâu có dám nói lãnh chùa. Tại vì họ tha thiết, họ năn nỉ ở lại, mua đất để mà cất, để mà xây dựng một cái ngôi tự viện để mà cho họ đến, họ gần gũi. Bởi vì trên cái khu đó không có chùa, không có chùa nhiều. Họ tha thiết ở lại lắm. Qua mà đi về, mình biết á, họ đi ra tới sân bay họ tiễn á, họ đứng họ khóc á. Mà đi mà không dám nhìn lại. Họ quý mến mình rất là nhiều. Nhưng mà tùy duyên và tùy nơi mỗi chỗ. Cái chỗ mà cái tầng lớp trí thức Phật Pháp không có, thì họ tha thiết, họ quý kính mình lắm. Còn những cái nơi mà Phật Pháp hưng thịnh, mà mình ở vùng sâu như thế này, họ biết quý kính mình, thấy rõ ràng là họ có phước mà không biết hưởng. Có phước mà không biết hưởng. Đây là cái điều sự thật mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta tự ngẫm nghĩ, chúng ta suy nghĩ rất là chính xác. Thì sau khi về đây xong, chúng tôi mới thừa nhận ở bên đó là bây giờ thầy đã lãnh chùa bên đây. Thì bây giờ Phật tử bên đó cũng đồng ý chụp hình tất cả những gì đó bên trong công viên này để mà gửi sang cho Phật tử để mà xem, để họ trợ duyên về để là lo tu bổ, để mà xây dựng. Thì sau đó, sau khi chúng tôi trở về xong, thì mới xuống đây lại hoàn tất xong hết. Thì lúc bấy giờ mới xin thầy ở đây để mà xây dựng những cái công trình, như trước tiên là lễ đài Quan Âm, rồi sau đó nó mới đến đường cầu tháp tổ, rồi phục hồi tất cả và trồng cây cảnh trong cái khu viên này. Thì tất cả những kinh phí tịnh tài đóng góp vận động đều từ trong nước có, ngoài nước có, trong nước có, ngoài nước có. Và số tịnh tài mà chúng tôi không thể nào nghĩ bàn được, mà độ tuổi khi chúng tôi về đây mà lãnh một cái ngôi chùa lớn lao mà Phật sự hoành tráng như thế này, lúc đó chỉ mới có 24 tuổi thôi. 24 tuổi mà chỉ có 5 ngón tay mà từng năm trên hàng tỷ đồng. Đây là một con số phải chịu đơn giản. Một con số phải đơn giản. Mà chúng tôi từng thầm nghĩ rằng nhân duyên phước báo và sự gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát, mình mới được như vậy. Và cái thắng duyên nhiều hơn nữa, mình được nhiếp phục nhân tâm. Ở đây quý vị biết á, tuy là đây không có cọp nè, không có beo, không có sói, nhưng mà thật ra nó còn hơn cọp, hơn beo, hơn sói. Tôi bắt buộc tôi phải thị hiện làm tiêu diện đại sĩ để thống lãnh. Không có giống như Đức Phật mà ngồi yên mà cho ma dương đến quấy nhiễu. Thời của Đức Phật khác. Đức Phật bởi vì sao? Bởi vì Ngài là Bồ Tát Hộ Minh, xuất từ cung trời đâu xuất xuống. Cho nên cái tâm của Ngài đã kiên định rồi. Và Ngài trước sau cũng sẽ thành Phật. Tôi mong muốn thành Phật mà cũng hơi lâu lắm rồi bây giờ thôi. Diệt yêu trước đi thành Phật sau. Thì hộ pháp Long Thiên che chở cho Đức Phật, thì trong chùa cũng phải có người che chở để gìn giữ cho chùa chiền, cho tam bảo, cho tăng chúng sau này, là chỗ cho Phật tử có chỗ dựa nương và là có tiếng nói với tất cả mọi người. Chứ không phải mà đứng yên trong cái chùa này mà được vững bền như vậy. Trong thời gian qua, những năm đầu 2010, 11, 12, 13, 14, sóng gió dập dồn, y như mà hơn trận bão số 16 vừa rồi. Tôi nói có thể là trận bão này đến 50 luôn. Bão mà 50 là chết hết, còn đâu 16. Mà tôi cho là trận bão này số 50 luôn. Phong ba bão táp dồn dập vô cùng. Cái đầu thì không có tóc. Cái tai thì không có làm được gì được. Làm gì? Bây giờ làm gì đây? Chỉ có Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình thôi. Không có ai gia hộ cho mình, không có ai che chở cho mình trong những lúc gặp những cái chướng duyên như thế này. Không có. Điều là nhờ tự lực mình và tự mình quyển chuyển để mà mình yên ổn cái thân của mình. Không có một ai giúp đỡ cả.
Phật tử chỉ ung đúc tinh thần chứ thật ra không giúp được những cái gì lớn lao ngoài tầm tay của Phật tử. Không có. Ngày xưa quý vị biết các quý vị hỏi đi. Lúc mà tôi đi học á, ai nói cái gì tôi cũng cười. Tại vì vô trường tôi chỉ biết cầm cái viết, tôi học, tôi nói chuyện thôi. Nhưng mà vì sao và bắt nguồn từ đâu? Có một số người nói rằng á, thầy ở chùa Thiên Phước có dữ lắm, nói chuyện phải cẩn thận. Đúng, tôi thừa nhận việc đó. Bởi vì sao? Làm quá chịu đâu có nổi, tức nước phải vỡ bờ thôi. Cho nên chính vì thế là tôi giữ là cũng do quý vị mà ra, chứ không phải tự nhiên. Ngày xưa tôi rất là hiền, tôi rất là vui. Ai nói cái gì tôi cũng cười hết á, nhưng mà bây giờ tôi cũng cười được đâu. Bây giờ là tôi phải bậm trợn lên tôi mới trị được. Cho nên thành thử ra đó, có nhiều người không hiểu, không biết thì mới nói như vậy. Nhưng mà khi mà hiểu được cái hoàn cảnh sống của mình trong cái chốn thiền môn và hiểu được cái hành đạo của mình thì quý vị có lẽ sẽ rơi nhiều nước mắt và sẽ thương nhiều hơn lúc ban đầu quý vị biết. Nếu đổi ngược lại mà con quý vị đi hành đạo, đi xuất gia y như vậy thì mình là mẹ, mình là cha, anh chị em thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào khi con của mình khổ từ đầu tới khổ, không có một ngày an lạc đến với cái chùa Thiên Phước này, không có ngày an lạc. Tôi nói hết chuyện lớn rồi tới chuyện nhỏ, hết chuyện nhỏ rồi tới chuyện lớn. Hôm nay là kỷ niệm 8 năm Hoằng Pháp. Hôm nay là tôi chia sẻ cho tất cả toàn thể đại chúng biết. 8 năm qua tôi giấu dữ lắm, tôi không có nói. Nhưng mà hôm năm nay là năm kỳ thứ 8, là gần cuối năm. Chia sẻ sẵn xong, rồi cái đĩa này sẽ bỏ lên trên cộng đồng mạng thì bên nước ngoài sẽ biết ha. Nước ngoài sẽ biết ha. Bởi vì khi qua bển á, Phật tử hỏi với thầy về đó, bình yên không? Tôi nói, bình yên. Nói vậy chứ thật ra trời trong bụng đó bình yên, không có bình yên. Giấu. Chứ nếu mà nói ra là người ta sẽ la. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã nói trước rồi là không được. Mà mình giấu. Nếu mà nói ra ai nữa trợ duyên cho mình, ai nữa phát tâm cho mình. Cho nên giấu. Giấu chịu đắng nuốt cay. Trời chịu đắng ăn sôi để mà tôi đi qua bển, tôi chà lết quá sẵn, tôi đem về đây để tôi lo chùa chiền bên đây. Để ngày giờ phút này Tam Bảo nơi đây được hình thành, được trùng phùng tại thế gian, và đại chúng có một cái nơi quy ngưỡng để tu tập. Rồi một mai này vô thường đến cũng gửi lại cho hậu thế, và tôi sẽ về với cảnh giới khác. Đâu ở hoài đi đâu. Mà mắc cái gì không biết. Chắc kiếp trước chắc mình cũng ghét người ta phải không? Đức Phật dạy là mình quán cái thân này đi, quán thân bất tịnh, quán thọ thiện khổ, quán pháp vô thường, quán lý vô thường, quán pháp vô ngã. Tất cả đều những cái đó đều mình hiểu. Cho nên kiếp này trở lên đây mình phải bị những cái chướng duyên đó. Có nhiều người nói thưa thầy, Đường Tăng mà đi thỉnh kinh nó là 81 nạn. Thầy chắc còn vài nạn nữa tôi đếm á. Sau này á, mà đến ngày mà tôi viên mãn mà lên chắc chức tới hòa thượng, chắc quý vị đó mất chức tôi hết rồi đó. Thì có một cái cuốn sổ nhật ký lưu lại. Nạn bây giờ trên dưới là ngoài 300 rồi, không còn 81. Mà hầu như nếu mà lúc đầu nghe còn buồn, mà bây giờ tôi nói thiệt quý vị, mà nếu mà tôi không nghe tôi không ăn cơm được. Bởi vì bình thường rồi. Nó bây giờ nó chai rồi. Không còn gì mà nói nó trơn. Lúc đầu tôi quý vị biết nó nói dữ lắm. Tôi nói ha, càng nói thì chùa càng đông. Càng nói thì chùa càng làm. Ờ ngộ vậy đó. Mà tôi có hai cái chướng nha. Cái gì không nói thôi à, mà nói tôi làm nữa. Mà càng nói tôi càng làm. Mà không nói thì thôi, mà nói tôi còn làm nhiều hơn. Quý vị thấy là quý vị quy y đúng chỗ chưa? Quý vị quy y đúng chỗ. Gặp được người hướng dẫn và gặp được cái người dám ăn dám nói. Chứ gặp những ông khác chắc có lẽ nó nuốt mất tiêu rồi. Nó nuốt mất tiêu rồi, không còn đâu ngồi đây nói chuyện, không có đâu. Như gặp bà sư với mà thầy Trương ở đây là hôm nay coi như là lên đường mất tiêu rồi từ lâu rồi. Ở không nổi. Bởi vì người ta không có sức chịu đựng. Chúng tôi muốn bỏ đi nhiều lần rồi đó mà Phật tử tha thiết vẫn ở lại. Đây là một cái đêm mình chia sẻ, mình ôn lại cái kỷ niệm một cái thời khổ đau nó đã trôi qua rồi.
hôm nay mình lặp lại để mình tưởng nhớ 8 năm trôi qua cái việc hoằng pháp hành đạo ở nước ngoài và tại Việt Nam nó là như vậy. Cho nên có nhiều người nói, trời thầy sướng quá. Đi vô tu có người dọn cơm sẵn cho ăn. Ở vô đây, đi vô đây cạo đầu đi dọn cơm cho ăn, đi vô đây. Đâu có dám. Đi vô đi rồi biết đá biết vàng. Giờ quý vị ngủ là giờ tôi thức. 1-2 giờ mới được nghỉ. Nghỉ được chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Một ngày chỉ còn ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu từ năm rồi đến nay. Không có thời gian nghỉ nhiều. Mà cũng may là Phật độ lúc này hết bệnh lên máu rồi đó. Chứ thức mà cái kiểu đó hôm nay chắc lên bàn thờ ngồi rồi. Cho nên chính vì thế, nhờ cái tác động của Phật tử ung đúc tinh thần xa gần, nhờ sự trợ duyên của đại chúng Phật tử trong và ngoài nước Việt Nam mà hình thành cái ngôi Tam Bảo này. Và những vị ở phương xa, họ phát tâm cúng dường khi họ trở về đây, họ nhìn thấy, họ rất là vừa ý với những cái tịnh tài họ đem vào cúng dường và làm đúng những cái gì họ mong muốn và họ thấy được những cái việc làm thiết thực. Mời quý vị chúng ta lắng nghe những cái gì tịnh tài trong 8 năm qua và công bố luôn vấn đề từ thiện trong những năm qua và cái vấn đề phóng sanh bắt đầu từ năm 2011 trở về sau. Quý vị chúng ta lắng nghe và chúng ta chia sẻ một cái khoản tịnh tài cũng khá là cực lớn để cho quý vị nắm bắt được ở trong chùa mà tại sao thầy làm gì không có nói được cái gì. Bây giờ tôi đang mắc nợ tôi nói quý vị có trả giùm không? Không. Mà quý vị im thì nói gì, quý vị đâu có im. Có nhiều người Phật tử trong chùa của mình cũng còn đi bỏ sỉ bỏ lẻ với tôi nữa đó. Chứ đừng có nói. Bây giờ nói ra làm chi? Nói cũng không được lợi ích gì. Nhưng mà có một số Phật tử gần gũi cận kề với thầy, chia sẻ từ cái lớn đến cái nhỏ, từ cái nhỏ đến cái lớn, cho nên mới tới ngày hôm nay. Và có rất là nhiều cái dèm pha mỗi lần tôi đi Mỹ, quý vị biết sao không? Ông trốn nợ đi. Trời đất ơi, trốn nợ đi đó. Mà tôi đi tôi đâu có nói. Lúc trước tôi còn nói chứ, lúc này tôi đi không nói. Hỏi cô Dự Thảo biết. Ngày mai tôi đi phải không? Bữa nay tôi nói, ngày mai thì đi công việc. Đâu ai biết. Sau này là không nói nữa. Nhiều khi tối nói chừng khuya đi chừng. Đi cho nên kiểu đó cho nên ta mới nói sao. Rồi, trốn nợ rồi đó. Đi xong lót tót chừng 3 tuần, 4 tuần, quý vị biết trở về cái nó sao? Ôi, đi nghỉ mát ở Đồng Nai hay đâu? Trời ơi, tôi nói hay thiệt. Cái gì cũng nói được. Đi nghỉ mát ở Đồng Nai mà tới 1 tháng mới về. Đi kiếm ông nội, ông ngoại, ai ở ngoại. Mà 1 tháng mới về, tiền đâu mà xài. Trời đất, nó giàu quá ha. Đi 1 tháng về đi nghỉ mát mà nói như vậy đó. Mà tôi nói quý vị đi vô cái sân bay đó, có nhiều người thấy tôi bước vào cái cửa khẩu đó. Bộ dễ bước cho đó nó hay sao? Rồi về đóng thùng đồ để tên nước ngoài có người đến nhận. Rồi tôi lúc đó đem về kẹo, mấy thời gian đầu đem về có kẹo đó cho Phật tử ăn hết. Cái này ông mua ở Sài Gòn. Cái gì cũng nói được. Không có gì mà không nói được đối với cái chùa Thiên Phước này. Nhưng mà đó là một cái dấu ấn, một cái kỷ niệm để cho mình nhìn lại, để sau này đó là một cái bài học cho chúng đệ tử sau này, để mình có cái việc để mà giáo huấn dạy dỗ. Xin mời quý vị chúng ta nghe những cái khoản tịnh tài mà chúng tôi chia sẻ đến tất cả quý vị trong và ngoài nước. Quý vị đã phát tâm cúng dường và những vị có mặt ở nơi đây cũng đã phát tâm cúng dường, thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến tất cả quý vị. Cái bản báo cáo này thì trong năm ngoái 2015, ban trị sự yêu cầu chúng tôi là cũng có ghi lại những cái vấn đề về tịnh tài, xây dựng, sắm sửa, vân vân các cái để báo lên cho ban trị sự biết. Cho nên lúc đó thì thời điểm khác, lúc này thời điểm khác, nó không có giống. Cho nên quý vị chúng ta nghe.
Khi chúng tôi mới về đó thì chỗ này nó chỉ có một cái đường đi vô nhỏ thôi, xung quanh hai bên là mương rãnh, không có gì hết. Cầu đường cũng không có, chỉ có cái đường bờ đê nhỏ chạy vô với một cái cầu. Hiện bây giờ quý vị đi thấy đó, cái cầu nhỏ còn một bên đó. Đó là kỷ niệm ngày xưa đi về từ té lên té xuống trong này đó. Đó là cái ngày xưa đi. Thì cái phần mà tráng xi măng và làm mặt bằng trong khuôn viên chùa xung quanh ở đây 130 triệu. Xây cầu bê tông là cái cầu chùa Thiên Phước mà chúng ta đi đó là 90 triệu. Đắp đất, nới diện tích đường đi và đổ đá, tức có nghĩa là nới cái rộng cái đường phía trước để cho chúng ta đậu xe đó, và đổ đá trải thêm đó, từ lúc đó, từ năm đó đến bây giờ là 8 năm, 75 triệu. Phục hồi tháp của tổ sư Khai Sơn Tạo Tự là cái tháp ở phía trước mà chúng ta về dỗ tổ hàng tháng, hàng năm vào tháng 3 đó là 35 triệu. Sửa lại cổng chùa và hoa văn. Phía trước là cái cổng ngày xưa nó không phải như vậy. Nó giống như hai cái trụ đưa lên vậy thôi. Với cái bảng để là chùa Thiên Phước rồi xong. Không có gì nữa hết. Không ai biết cái chùa hết. Phải về đắp lên, đắp mái này kia nọ, sửa được cổng này kia nọ. 27 triệu. Xây dựng đài Đức Quan Âm Bồ Tát 237 triệu. Xây dựng đài Đức Phật Bổn Sư Thích Ca 213 triệu. Xây dựng đài Tam Thánh 112 triệu, là Di Đà Quan Thế Chí ở phía dưới. Khung cửa chánh điện làm bằng gỗ phía trước này 90 triệu. Các bộ ghế bàn trường kỷ, tất cả các loại bàn mà đồ gỗ hết, từ lúc sống cho đó đến lúc bây giờ, tổng cộng 945 triệu. Sửa thiết bị điện, tất cả các hệ thống điện trong khuôn viên của chùa, từ lúc đó đến bây giờ, sửa đi sửa lại hoài như vậy, vẫn chưa hoàn tất. Nhưng mà nó lên con số cũng rất là nhiều, 170 triệu. Xây dựng nhà chùa, tức là nhà bếp đó, và sang lấp cái mặt bằng để mà có cái chỗ để mà làm đó, bởi vì lúc đó là cái mương nó không có được bằng phẳng như vậy. 178 triệu. Xây dựng 20 căn phòng vệ sinh để cho Phật tử về có nơi để mà đại tiện tiểu tiện, 337 triệu. Xây dựng hàng rào trong khuôn viên của chùa 112 triệu. Và xây dựng ngôi giảng đường khánh thành năm 2013 với kinh phí 4 tỷ 2. Đúc 1.000 pho tượng A Di Đà mà Phật tử các nơi đã phát tâm theo sự kêu gọi của thầy là 1 tỷ đồng, với một tượng là 1 triệu đồng. Đúc 7 vị Phật Dược Sư mới vừa này và 2 Đức Bồ Tát là 315 triệu, đã hoàn tất được khoảng 200 triệu, còn lại 115 triệu. Đúc pho tượng Địa Tạng được thờ bên nhà Dông đã có Phật tử phát tâm cúng dường là 12 triệu. Đúc pho tượng Di Đà bằng ngọc trai mà chúng ta đang chiêm bái do Phật tử cúng dường 250 triệu. Tất cả các cây kiển được trang trí trong khuôn viên chùa, chủ yếu là cây tùng Đài Loan và những cây kiển khác, tổng cộng là 670 triệu đồng. Công thợ làm đất từ năm 2010 đến nay là 117 triệu đồng. Nhà tiền chế và nhà ăn, cửa sắt, tất cả là 230 triệu đồng. Cái bảng mà ghi công đức mà chúng ta đang coi phía trước đó là 16 triệu đồng. Mua sắm tất cả tô chén son nồi vân vân, tất cả các cái tính đến nay 195 triệu đồng. Đốt một cái tượng tổ Bồ Đề Đạt Ma có người phát tâm cúng dường 20 triệu đồng. Đúc 50 pho tượng Quan Âm hóa thân, nhưng chỉ mới có khoảng 30 tượng, còn lại là 20 tượng chưa có thí chủ phát tâm. Và tính theo kinh phí tổng cộng tất cả là 578 triệu đồng. Các hoa văn thêm bên giảng đường là 47 triệu đồng. Mỗi kỳ đắp Phật và tô vẽ lại với số lần là 5 kỳ, 55 triệu. May màn trang trí các lễ hội lớn quan trọng của Phật giáo 97 triệu đồng. Tràng phan và bảo cái cúng dường cầu an mà do các Phật tử phát tâm cúng dường 98 triệu đồng. Khoan một cái giếng và một số thiết bị trong đó có sửa chữa từ năm 2010 đến khoảng thời điểm này, và do sự phát tâm này của cô Phật tử từ Mỹ Quốc gửi về cúng dường, tổng cộng bên đó họ phát tâm 15.000 đồng USD, tương đương 300 triệu đồng tiền Việt Nam. Phần tiền mà Phật tử cho mượn trong khoảng thời gian để mà trang trải lo xây dựng
2 tỷ 560 triệu đồng, trả 1 tỷ 560 triệu đồng, còn lại 1 tỷ đồng. Mua sắm thiết bị lặt vặt tính từ đó đến nay 95 triệu đồng. Vận động cúng dường các kinh Đại Thừa như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, Vạn Phật, Vô Lượng Thọ, vân vân, tổng cộng trên dưới 8 bộ kinh và các kinh nhỏ, 289 triệu đồng tiền kinh Đại Thừa. Đốt đại hồng chung với khối lượng là 1 tấn 2 được tổ chức đi ra Huế để mà làm đó, lúc đó đi 100 người. Trong đó có các Phật tử cúng rất là nhiều và được khắc trên một cái đại hồng chung, tổng cộng kinh phí 456 triệu đồng. Và còn thiếu lại khoảng 30 triệu đồng. Trống Bát Nhã được làm tại tỉnh Đồng Nai 480 triệu đồng. Và số tiền này đã có Phật tử hoàn tất vừa xong. Hai cái giá mà chuông trống mà để đó là 112 triệu đồng. Tôn tượng 85 pho dược sư chất liệu sứ Đài Loan mà chúng ta thấy mà thường để mà làm lễ lập đàn đó là của các Phật tử cúng tổng cộng trên dưới 127 triệu 500 ngàn đồng. Đúc tượng Văn Thù và Phổ Hiền của hai Phật tử tại thành phố Hồ Chí Minh cúng dường 16 triệu đồng. Đúc tượng A Di Đà cao 4 mét hiện đang đứng bên giảng đường 115 triệu đồng. Hào quang thay đổi 3 lần 97 triệu đồng. Đúc tượng Quan Âm tự tại vừa qua 85 triệu đồng. Thay khung hình vong linh thờ tại nhà vong 12 triệu đồng. Và một số lặt vặt khác chưa tính đến. Về mặt từ thiện xã hội, Chùa Thiên Phước chúng ta tổ chức phát 1.000 suất cơm cho Bệnh viện Đa Khoa và Bệnh viện Y học Dân tộc của tỉnh Tiền Giang, quỹ lão các tỉnh miền Đông và miền Tây, đóng hòm chia sẻ cho các gia đình hoàn cảnh nghèo, giúp các em chất độc da cam, chia sẻ 300 suất ăn cho trại tâm thần, xây dựng nhà tình thương, đặc biệt là trong huyện Chợ Gạo, và phát gạo cho những gia đình nghèo tại xã Đăng Hưng Phước vào những ngày rằm lớn và những lễ quan trọng của Phật giáo. Năm 2010 là 70 triệu đồng, năm 2011 là 114 triệu đồng, năm 2012 247 triệu đồng, năm 2013 314 triệu đồng, năm 2014 635 triệu đồng, năm 2016 714 triệu đồng, và năm 2017 này chỉ có 318 triệu đồng. Về phần phóng sanh, từ năm 2011, từ khi cung thỉnh Đại Đức Thích Giác Nhàn về đây chia sẻ buổi phóng sanh và tụng kinh Vô Lượng Thọ, từ đó Phật tử trong đạo tràng và xa gần đã phát tâm phóng sanh vào hàng tháng, lúc trước là mùng 1, nhưng bây giờ là ngày 15 hàng tháng âm lịch. Tính đến thời điểm này là tổng cộng 435 triệu đồng tiền cá mà Phật tử các giới đã phát tâm. Như vậy, cái con số mà trong đạo tràng Thiên Phước đã nhận sự tự tài đóng góp từ Phật tử xa gần trong và ngoài nước, đã hỷ tâm cúng dường để mà chia sẻ dâng lên, để mà xây dựng đại trùng tu, chúng tôi đã trình bày đến toàn thể đại chúng. Và hiện nay, nợ của chùa vẫn còn ngoài 2 tỷ đồng. Cho nên, yêu cầu tất cả đại chúng, chúng ta chỉ lắng nghe và chia sẻ. Chúng ta chỉ lắng nghe và chia sẻ. Có nhiều người nói, vô chùa này giàu quá đâu mất cúng. Xin thưa với quý vị rằng, chùa không có giàu, không nghèo đây. Chùa là không có giàu. Chùa tất cả ông thầy mà có cái duyên đó là do Phật tử phát tâm cúng, thì thầy cũng làm thôi chứ chùa nào mà giàu. Giàu cũng đâu có ăn được đồng nào đâu mà giàu. Tôi thấy tôi không có giàu sang gì chân, mà tôi thấy người ta chửi tôi như trâu trong giường. Mà giàu chỗ nào? Chính vì thế, với con số rất là khá lớn, và hôm nay đây là cái bản tổng kết để chia sẻ với tất cả đại chúng. Và sau đó, khi chúng tôi trở về sang Mỹ, để mà bàn giao lại cho quý Phật tử bên đó, các tiểu bang, để họ xem trong kinh phí những năm qua, mà những tình tài của các Phật tử đã đóng góp. Và xin hôm nay chia sẻ với tất cả quý Phật tử chúng ta trong đạo tràng này. A Di Đà Phật. Và trong cái đêm lễ này là thứ nhất lễ viếng của Đức Phật A Di Đà, và thứ hai là cái lễ kỷ niệm xuất gia của thầy, và cái lễ thứ ba là kỷ niệm 8 năm hoằng pháp khi thầy về đây.
Thì trong ba cái lễ và cũng đồng thời hôm nay chúng ta tất niên luôn khóa tu cũng như tất niên trong đạo tràng. Rồi sang năm chúng ta tu tập tiếp. Thì trong một cái đêm nay chúng ta tổ chức bốn cái việc mà chúng ta cần trân trọng. Và trước khi chúng tôi nêu lên tán dương công đức của đại chúng Phật tử xa gần đã và đang đồng hành cùng với Thầy chia sẻ những mảnh đời bất hạnh là về công việc từ thiện cũng như xây dựng nơi đạo tràng Chùa Thiên Phước và hình thành vào những năm sắp tới, thì nhân cái lễ kỷ niệm này, Thầy sẽ chia sẻ đến toàn thể quý vị để tặng bằng công đức cho tất cả quý vị đã có công cực khổ đồng hành cùng Thầy từ lúc năm 2010 đến 2017 này. Rất là nhiều gian nan, rất là nhiều khó khăn mà quý vị vẫn tạm gác công việc của gia đình, tạm gác những cái lời nói thị phi của thế gian để mà cùng đồng hành với Thầy, để mà chăm lo tam bảo cho đến ngày hôm nay. Và giờ phút này thì trước mặt quý vị là gồm có ba tầng bánh kem. Ba tầng bánh kem này là một cô Phật tử rất là thuần thành ở tại Mỹ. Cô đã phát tâm và đã đặt dâng lên cúng dường cho ngày lễ hôm nay. Đó là cô Phật tử Kim Quỳnh, pháp danh là Tâm Ngọc, là chị của cô Hà mà đã thường xuống đây. Và những cái thông tin hình ảnh Thầy đã dán lên để cho chúng ta thấy những năm qua và chúng ta ôn lại kỷ niệm. Có người còn, có người mất, có người hiện giờ vắng bóng, không biết đi đâu. Thì hình ảnh này sẽ còn lưu lại. Và Tết này sẽ còn thêm một số hình ảnh nữa bởi vì rửa chưa có kịp. Cho nên do vậy những kỷ niệm gì đó mà tình cảm thầy trò của mình ở mái chùa Thiên Phước này mãi mãi và mãi mãi sẽ không bao giờ phai mờ được. Với cái sức nguyện của Thầy hành đạo nơi đây. Và đối diện trước mặt quý vị là những cái vòng hoa mà quý Phật tử lặn lội từ xa xôi nửa vòng trái đất. Rất là nhiều vị đòi gửi về cúng mà thôi. Cúng kiểu đó uổng lắm. Đưa tiền đi đừng có cúng vậy. Đại diện vài cái được rồi. Cái cổ nó không được, bây giờ mỗi người một cái, tôi nói không, mỗi một cái thì đừng có cúng. Cúng nhiều quá, cái thằng bắn bông nó làm, nó lờ chết, không có được. Cho nên làm vài cái đơn giản để tượng trưng cho có thôi. Còn bao nhiêu gửi về để mà lo phụ với gia đình. Cho nên chính vì thế là bốn lẵn hoa trước mặt quý vị là gồm có 6 tiểu bang ở bên đó. Thứ nhất, tiểu bang Texas chúng tôi được đến. Thứ hai là Minnesota. Thứ ba, Philadelphia. Thứ tư, North Carolina. Thứ năm là ở San Francisco. Và thứ sáu là ở tại Chicago. 6 tiểu bang mà chúng tôi được vấn thân đến để hành đạo, để hoằng pháp ở bên đó. Thì các Phật tử bên đó cũng chia sẻ trong cái ngày lễ trọng đại hôm nay. Và cũng như toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chia sẻ cùng với Thầy trong cái buổi đêm hôm nay. Và hai bức ảnh to nhất mà quý vị chúng ta thấy hôm nay đó là tiệm nhiếp ảnh Quỳnh Ngọt ở tại thành phố Mỹ Tho phát tâm cúng dường cho cái đêm lễ này. Và có những bàn tay đóng góp cho cái đêm lễ hôm nay cũng được nêu cao cái giá trị tinh thần về cái tình pháp lữ của chúng ta trong đêm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Đinh Dậu, là ngày lễ hên phía của Đức Phật A Di Đà và cũng là ngày kỷ niệm xuất gia của Thầy. Chúng con trong không khí trang nghiêm thanh tịnh hiền hòa trên đảnh hương trầm nguyện tỏa, Phật tử chúng con thành kính trước ân sư và chúng con có đủ thiện duyên vân tập về chùa trước kính lễ ngôi Tam Bảo các quý Thầy. Sau đó là kỷ niệm ngày Thầy Thế Phá xuất gia.
Chúng con xin cung kính dâng lên lời tác bạch cùng những cảm tưởng chân thành của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, mái chùa là biểu tượng cho sự thánh thiện hiền hòa trong đời sống nhân sinh, là nơi nương tựa tâm linh cho tất cả mọi người. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chúng con cảm nghĩ kiếp sống đời người 100 năm như giấc mộng Nam Kha, công danh như bọt nước nổi chìm, phú quý như vần mây tan hợp. Chỉ có đạo lành đức cả mới tồn tại bền vững là cao quý nhất. Chúng con vô cùng biết ơn Hồng Tam Bảo đã đưa thầy về với chúng con để dạy dỗ dìu dắt chúng con trên bước đường học Phật và tu nhân. Được gần gũi các bậc thiện tri thức, được tiếp thu qua giáo pháp Phật Đà do thầy hướng dẫn tận tình, một cách ân cần trong tình thương yêu của thầy dành cho chúng con. Trong khi đó, sự nhận thức và hiểu biết về giáo pháp của chúng con rất còn sơ cơ và non kém. Ngần ấy năm qua, tuy cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả, mái chùa đơn sơ mộc mạc ngày nào hôm nay đã trở nên khang trang và thoáng mát do sự nỗ lực dày công của thầy, mà chúng con có một nơi tu học thoáng mát. Những lúc thầy bận hoằng pháp nơi xa, áp lực công việc rất nhiều, nhưng thầy không quản ngại khó khăn, luôn hướng về ngôi thiền đường để nhắc nhở chúng con siêng năng tu học, chia sẻ và an ủi khi gia đình chúng con có hữu sự. Thầy là ánh mây lành che chở chúng con, là thuyền từ đưa chúng con qua bờ bến giác. Cũng ngần ấy năm qua, có rất nhiều lần chúng con vô tình hoặc cố ý làm lỗi, thiếu sót làm buồn lòng ân sư. Bởi nghiệp chướng, chúng con còn rất sâu dày, sơ cơ non kém, giáp phạm giới điều. Nay chúng con quỳ trước Tam Bảo, quỳ trước chân Thầy, xin thành tâm sám hối, xin Thầy niệm tình tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Phật đã từng dạy rằng, thân người khó được, thiện tâm khó phát, chánh pháp khó nghe và đạo tràng. Sống đời thường bất an, sông mê dồn dập, chánh pháp biết đâu mà tìm. Khi nghiệp chướng sâu dày, đường mê còn chấp. Nay nhờ có Thầy ân cần dìu dắt chúng con, mới nhận ra chân lý, sửa đổi thân tâm trao dồi chánh pháp. Cha mẹ sanh thân cốt nhục, Thầy tổ nuôi mạng tinh thần. Trong giờ phút trang nghiêm thiêng liêng này, chúng con không sao nói lên hết nỗi niềm tri ân đến những thân thâm ân cao cả của Thầy, và chỉ biết thành tâm bái tạ, cố gắng tu học để gọi là đền đáp công ơn của Thầy dành cho chúng con. Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo mười phương chư Phật gia hộ cho quý Thầy được trụ xứ nơi ngôi già Lam Thiên Phước huyện Chợ Gạo này, được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ thành tựu đạo nghiệp và Phật sự bị viên thành. Nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho nơi tu học của chúng con được bình an, đạo tràng tinh tấn, được sống trong ánh từ quang mười phương chư Phật.